Thưa quý vị, những năm gần đây, cùng với cuộc cách mạng công nghệ 4.0, sự xuất hiện của các nội dung số ngày càng nhiều và phổ biến, đặc biệt là với sự phát triển mạnh của các thiết bị di động thông minh. Giờ đây, sản xuất một đoạn video ngắn không phải là quá khó. Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều yêu cầu các sản phẩm truyền thông là các video clip. Tuy nhiên, để làm một video quảng cáo truyền thông và có bài bản thu hút người xem là không hề đơn giản. Do đó đã có sự chuyển dịch trong việc lựa chọn ngành học và ngành nghề trong giới trẻ. Nhiều người trong số họ đã lựa chọn những khóa học làm phim, biên tập video để có thể vừa được thỏa sức sáng tạo với niềm đam mê của mình, vừa được làm công việc họ yêu thích. Đây là một tiết học thực hành phân ngành quay dựng và biên tập video tại IT Plus Academy. Không chỉ là lý thuyết đơn thuần, các học viên ở đây sẽ được cầm tay chỉ việc như trong môi trường làm việc thực tế, cùng lên ý tưởng, xây dựng kịch bản chi tiết để thực hiện một bộ phim ngắn hay một video quảng cáo. Và họ sẽ được thực tập công việc của một nhà sản xuất, quay phim, đạo diễn, casting diễn viên hay lựa chọn bối cảnh quay. Khi mình xem được những cái video ở trên YouTube, mình thấy nó khá là đặc biệt. Cho nên mình muốn trở thành một người dựng video để có thể tạo lên được những video tuyệt vời như thế. Và sau khóa học thì mình học được cách sử dụng phần mềm dựng video Adobe Premiere và mềm làm hiệu ứng cho video Adobe After Effects. Đấy, cái phần khó nhất khi thực hiện video là phần dựng và làm lồng tiếng cho video, bởi vì mình cần khá nhiều thời gian và tỉ mỉ ở trong công đoạn. Những kiến thức ở IT Blur thì tôi được thực hiện tất trong công đoạn sản xuất phim về dựng, quay và lập trình kịch bản. Thực hiện các video thì mình cần phải kết hợp với ekip, các nhuần nhuyễn. Khó khăn nó cũng nằm ở phần đấy. Và điều thú vị nhất là mình được trải nghiệm tất cả những thứ mà trước kia mình chưa được trải nghiệm trên đoàn làm phim. Ngồi mùa hè nóng bức thì vẫn phải tắt điều hòa, tắt quạt đi để đăng thu âm trực tiếp. Và mùa đông giá rét thì bọn em vẫn phải dội nước lạnh vào người để có được những cảnh quay tốt nhất. Phân ngành quay dựng và biên tập video được IT Plus Academy chính thức đưa vào chương trình đào tạo từ năm 2018, nằm trong chuyên ngành thiết kế đồ họa truyền thông đa phương tiện của nhà trường. Khóa học này được thẩm định bởi Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, một trong những trường đại học đầu ngành về lĩnh vực này. Chương trình học được chia làm hai mảng tiền kỳ, hậu kỳ sản xuất, bao gồm các kiến thức, kịch bản, quay phim, các công cụ biên tập video như Adobe Premiere, Adobe After Effects. Kết thúc khóa học, học viên sẽ được yêu cầu làm đồ án cuối khóa là một TVC với nội dung tự chọn. Chương trình học có 2 cấp độ, chuyên sâu 2 năm rưỡi và 6 tháng cho sinh viên và người đi làm. Kết thúc chương trình học, học viên có thể trở thành chuyên gia video editor, designer chuyên nghiệp, tự tin ứng tuyển vào các công ty chuyên về multimedia, các tập đoàn lớn với cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Đồng thời, học viên cũng sẽ được giới thiệu việc làm bởi bộ phận hướng nghiệp của nhà trường. Tiên là các bạn ấy sẽ học được kịch bản, sau đó thì các bạn ấy sẽ sử dụng cái kịch bản đấy để xử lý vào phần đạo diễn, và từ cái kịch xong quá trình làm đạo diễn thì để lên cái kịch bản phân cảnh thì các bạn ấy sẽ làm đến việc quay phim, và sau quá trình quay phim về thì các bạn ấy sẽ bắt đầu đi vào dựng phim và cuối cùng là ra sản phẩm đối với người xem. Tố chất cần nhất của các bạn ấy là đầu tiên là phải nói đến là năng động, và các bạn ấy phải dám làm, dám nghĩ, dám làm. IT Plus Academy được thành lập từ năm 2011 với nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành công nghệ thông tin. Hiện nay, IT Plus Academy hợp tác với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Đại học Sân khấu Điện ảnh triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu với các chuyên ngành, lập trình ứng dụng và thiết kế đồ họa, truyền thông đa phương tiện. Các chương trình đào tạo của IT Plus Academy đã được nhận giải thưởng Sao Khuê 3 năm liên tiếp cho sản phẩm dịch vụ xuất sắc ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin của Việt Nam. Không chỉ cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho học viên, tại IT Plus Academy còn liên kết với các doanh nghiệp công nghệ lớn tại Việt Nam để đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp, để đảm bảo học viên sau khi kết thúc khóa học có thể được vào làm tại đây. Những doanh nghiệp hợp tác với IT Plus Academy bao gồm Samsung, LG, FPT, Software, Viettel, VNPT. Để hiểu rõ hơn về chương trình này, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào anh, cảm ơn anh đã nhận lời mời phỏng vấn của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa anh, thì hiện nay thì tôi thấy có rất là nhiều bạn trẻ có niềm đam mê được trở thành những nhà sản xuất phim ngắn hay là các cái TVC quảng cáo. Anh đánh giá như thế nào về nhu cầu nhân lực của các cái doanh nghiệp trong cái lĩnh vực này thưa anh? Theo tôi, cái nhu cầu nguồn nhân lực của về việc biên tập phim và xây dựng video ấy là rất lớn và ngày càng phát triển.
có thể chia ra làm ba cái mảng chính, đó là những nhà làm phim chuyên nghiệp, và thứ hai đó là những cái nhà làm thông điệp quảng cáo chuyên nghiệp, và thứ ba đó là những nhân viên truyền thông tại các công ty. Trước đây thì để làm thành một video hoàn thiện thì phải mất rất nhiều thời gian cũng như chi phí, nhưng hiện nay thì với sự hỗ trợ của các cái công nghệ kỹ thuật số như smartphone, thì với mỗi một người có smartphone thì các bạn có thể làm ra một bộ phim ngắn hoặc một TVC quảng cáo. Thực ra để mà thuê agency thì cũng được, nhưng mà nó sẽ tốn kém về chi phí. Và thứ hai nữa là cái khâu phối hợp với nhau thì nó không được nhuần nhuyễn. Nếu như mà để có một nhân sự ở trong doanh nghiệp mà làm được việc đó, có nghĩa là họ sẽ phải hiểu được cái sản phẩm đó một cách rất sâu, để họ có thể là đưa ra công chúng và biết cách biên kịch, đạo diễn những cái sản phẩm đó đến với khách hàng một cách sâu nhất. Tại IT Plus thì học viên sẽ được cung cấp những cái kiến thức, những cái kỹ năng và những cái khóa học như thế nào để đảm bảo rằng sau khi mà hoàn thành chương trình thì các bạn có thể tạo ra được những video hay những cái bộ phim ngắn thu hút người xem thôi anh? Đối với chương trình đào tạo của IT Plus Academy thì được thẩm định rất nghiêm ngặt bởi Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Đó là những trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực quay và làm phim. Phải kể đến là chương trình học thì sẽ chia thành hai phần. Phần thứ nhất đó là phần tiền kỳ và phần thứ hai là phần hậu kỳ. Ở phần tiền kỳ thì chúng tôi đào tạo cũng như là chúng tôi hướng dẫn cho học viên, người học là biết cách sử dụng các trang thiết bị quay dựng, chụp ảnh, biên kịch, đạo diễn. Và ở phần hậu kỳ thì chúng tôi cung cấp cho các bạn học viên cũng như người học là các bạn ấy biết sử dụng thành thạo hai công cụ mới nhất về chỉnh sửa ảnh của bộ Adobe, đó là Adobe Premiere và Adobe After Effects. Đặc biệt là khi kết thúc khóa học thì các bạn sẽ phải làm đồ án tốt nghiệp bằng một đồ án tốt nghiệp là sản phẩm cuối khóa là ở dạng là TVC quảng cáo hoặc là ở dạng phim ngắn. Đối với những nhà sản xuất phim hay là những người biên tập các cái video thì theo anh họ cần những cái tố chất gì để đảm bảo rằng là cái công việc của họ sẽ trở nên thuận lợi và hoàn thiện hơn bên cạnh những cái kiến thức và những kỹ năng mà được trang bị tại học viện thưa anh? Đặc biệt đó các bạn phải có cái niềm đam mê đã. Trong cái bất kể nghề nghiệp nào, nếu như mà không có niềm đam mê thì rất khó để thành công. Thì các bạn phải trau dồi cho mình các cái kỹ năng trong quá trình học, được các thầy cô là những người đại diện từ các doanh nghiệp, họ có những kiến thức thực tế. Khi các bạn có được những kinh nghiệm của các thầy thì các bạn sẽ làm cho những cái sản phẩm của mình nó một cách trơn tru và hấp dẫn đối với người xem. Tại IT Plus thì chúng ta có cam kết về mặt đầu ra cho học viên, đó là sau khi mà các bạn học xong thì các bạn có thể có được việc làm ngay. Anh có thể nói kỹ hơn về chương trình này được không ạ? Với cái chương trình đào tạo của IT Plus thì chúng tôi có slogan học và làm theo dự án thực tế. Trước tiên là mỗi một khóa học 6 tháng và dài hơn 1 năm đến 2 năm thì chúng tôi đều xây dựng bằng một cái dự án cho các bạn tham gia từ đầu khóa học cho đến cuối khóa học, để các bạn hoàn chỉnh được một cái sản phẩm trau chuốt từ đầu cho đến cuối. Nên là những cái yêu cầu của doanh nghiệp mà người ta đặt hàng cho đơn vị của chúng tôi để các bạn là được học và được trải nghiệm từ ngay kỳ đầu tiên, từ môn học đầu tiên, thì dẫn tới cái việc mà cam kết việc làm của chúng tôi là không khó đối với các bạn học viên. Mà đặc biệt là nhu cầu của doanh nghiệp bây giờ là rất lớn, nên là sau khi các bạn đã hoàn thiện được cái kiến thức đấy rồi thì các bạn sẽ được doanh nghiệp đón nhận, chứ lúc đấy không khó khăn trong cái việc mà các bạn phải đi tìm việc.